tục chương trình là một số tin cảnh báo lũ. Theo thông tin từ công ty cổ phần thủy điện Đa Nhiêm, Hàm Thuận, Đa My, do mưa nhiều từ thượng nguồn nên trên lưu vực hồ Đơn Dương xuất hiện lũ. Mực nước hồ Đơn Dương đạt cao trên 1.041 m. Lưu lượng xả qua tràn lúc 16 giờ chiều ngày 3 tháng 11 là 500 m khối một giây. Còn hồ thủy điện Đại Ninh cũng xả lũ qua tràn với lưu lượng 350 m khối một giây lúc 17 giờ chiều nay. Để đảm bảo an toàn cho công trình và giảm thiệt hại ở vùng hạ du, công ty cổ phần thủy điện Đa Nhiêm, Hàm Thuận, Đa My và công ty cổ phần thủy điện Đại Ninh đã thông báo đến chính quyền và nhân dân địa phương về việc xả lũ qua tràn hồ Đơn Dương và hồ Đại Ninh. Ngay sau khi có thông báo xả lũ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh và huyện, gồm có ông Lê Chinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đơn Dương, đã đi kiểm tra tình hình xả lũ và công tác phòng chống thiên tai tại hồ Đa Nhiêm và các xã thị trấn và một số điểm trọng yếu như cầu Ca Đô, cầu Ông Thiều, cầu Tràng, cầu Treo ở xã Lạc Xuân. Lực lượng công an quân sự đã chốt chặn tại các đầu cầu bị ngập, không cho người và phương tiện qua lại, nhằm tránh những thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra. Từ chiều tối qua, trên địa bàn xã Đạ Chai, huyện Lạc Dương đã xuất hiện mưa lớn gây ngập lũ. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, khoảng 6 giờ sáng nay, nước từ đầu nguồn rừng quốc gia bị đất núi Bà đổ xuống suối Đơn Cơ Si, khiến cho đoạn từ cầu Liên Trư đến trụ sở Ủy ban dân xã bị ngập chìm trong nước. Ước tính ban đầu đã có khoảng 29 hectare đất sản xuất rau của công ty Venco, công ty Ngọc Mai Trang và hơn 10 hectare đất trồng cà phê, rau màu của bà con ngập sâu trong nước. Khoảng 20 mét vuông đất và kè chắn ở điểm tái định cư Đơn Cơ Si bị sạt lở. Rất may là chưa có thiệt hại về người. Hiện mực nước ở trên khu vực suối Đơn Cơ Si đang có chiều hướng giảm, nhưng theo dự báo, nếu mưa cứ tiếp tục kéo dài trong đêm nay, thì nguy cơ ngập lũ vẫn còn tiếp diễn. Như một cái duyên với nghề giáo, sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm, chị Lê Thị Duyên đến với xã Ly Sơ Rôn, huyện Đam Rông, vùng đất mà dân trí còn thấp, còn chữ còn nghèo, để gieo mầm tri thức. Suốt 14 năm bám